Bây giờ sáng nay có nhiều người họ đến nhờ Hiệp sĩ Hải là tìm vợ, tìm con, rồi tìm xe, rồi tìm dây chuyền điện thoại bị mất, nên bà con bác là ơn chia sẻ giúp giùm. Ở đây đội Hiệp sĩ Hải là làm miễn phí, giúp dân, giúp đời, giúp người, nên bà con cũng bác là ơn chia sẻ. Nhiều người họ nhắn tin Zalo tôi, anh Hải làm cái này anh nhận vô tiền, biết tôi chạy tiền, tôi ghét cái vụ đó lắm. Bà con bác là ơn chia sẻ, đây là giúp miễn phí. Mình là con người Việt Nam, mình sống cho nó trọn vẹn, sống cho đàng hoàng ha. Nên mọi người làm ơn có gì điện thoại trực tiếp Hiệp sĩ Minh Hải 0913 785858. Số điện thoại này 2 phút người ta điện lần, 2 phút mọi người điện lần, nên nó kẹt máy, bà con chịu khó điện lại nữa, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho tôi 0913 785858, tôi sẽ trả lời cho mọi người. Mọi người làm ơn chia sẻ giùm, giúp giùm mọi người. Mọi người làm ơn chia sẻ giùm, bà con làm ơn chia sẻ giùm. Dạ, đội Hiệp sĩ Minh Hải Bình Dương xin em mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều các cô chú, các anh chị ở tất cả tỉnh thành về đây nhờ đội Hiệp sĩ Minh Hải Bình Dương đăng tải thông tin này, tìm người thân, tìm vợ, tìm con, tìm chồng mất tích. Đây tiếp tục một cái câu chuyện, một anh trai ở một tỉnh rất xa về đây nhờ đội Hiệp sĩ Minh Hải Bình Dương để đăng tải thông tin tìm người vợ và nó rất xinh đẹp của mình. Câu chuyện như nào chính mời cô chú anh chị và tiếp tục theo dõi video này. Xin phép anh có thể chia sẻ cái câu chuyện nào. Anh họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Em tên là Nguyễn Chí Hiếu, ấp Bắc Hoàng Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hôm nay em đến đây là nhờ anh Hải tìm giúp vợ em giùm. Vợ em là tên Phan Thị Trí Liễu, sinh năm 1987, quê quán Nhân Hòa Lập. Vợ em bỏ nhà đi là ở đây ra được 5 tháng rồi. Vợ anh là Phan Trí Liễu. Phan Thị Trí Liễu. Phan Thị Trí Liễu, đúng không? Đúng. Rồi. Vợ anh sinh năm 1987. Dạ. Vợ anh bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi này 17 này nữa là 5 tháng anh. 17 là 5 tháng luôn hả? Dạ, tới 17 tới là 5 tháng. Anh có biết nguyên nhân tại sao mà vợ anh bỏ đi không? Bây giờ em không biết luôn. Không biết lúc luôn. Trước em cũng nói thiệt, lúc trước là vợ chồng em đã ly hôn rồi. Lúc trước là ly hôn giờ rồi. Ly hôn tháng 11, nhưng mà em năn nỉ vợ em đã về. Vợ chồng cũng thấy sống vui vẻ bình thường lắm. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện rất tế nhị là thời gian trước ấy, là vợ chồng anh sao lại ly hôn nhau mà sao lại quay lại? Bây giờ nói là không biết, chắc mọi người không tin. Tại vợ chồng không có ly cãi gì mà vẫn ly dị với nhau. Anh nói lớn lớn lên ha. Vợ anh nói là rủ anh là ly hôn trong vui vẻ đi, thì em vẫn ở đây nuôi con với anh. Rồi đó, xong cái lúc đó anh cũng bận lắm, đang làm máy làm mắp á. Cái có một ngày đó trời mưa đi, là anh rảnh rồi anh nói thôi vậy thì mình đi. Hai vợ mà có mưa đi luôn. Cũng vui vẻ bình thường, vô tòa án là trong vòng nửa tiếng hồ là xong thủ tục. Tại không có hai bên là đồng thỏa thuận hết, nhưng vẫn vui vẻ về nhà vẫn bình thường như mọi nhưng ngày. Nhưng mà mình ly hôn nhau là có sống chung không? Sống chung. Ờ, vậy ly hôn để chơi à? Đúng không? Em không hiểu, vợ em nó cũng có mắc bệnh về nhà này kia, tâm linh cũng có, nhưng mà nhiều khi ai nghĩ hay là mình làm như vậy để làm phép, gọi là mình như kiểu mình mê tín á, mình làm phép phải không? Không. Không phải hả? Vợ em là bà vợ, mẹ vợ lúc trước hồi xưa cũng có làm thầy đó. Làm thầy đó, bây giờ vợ em thấy giống giống như vậy đó. Rồi nhiều khi vợ em cũng ngủ không được, cũng như thời gian cũng lâu. Mình đã điều trị, đưa vợ đi điều trị ở đâu chưa? Tại vì em cũng đang bận ở nhà cũng khổ lắm, thấy em vậy với nhà cũng khổ nợ nần dữ lắm, mấy em trước em làm ăn thất bại đó. Thì có phải vì lý do mà chính vì lý do mà làm ăn thất bại mà vợ thấy kinh tế khó khăn là vợ không bỏ đi không? Em thất bại nhưng mà vợ em cũng không thiếu thốn cái gì hết. Gọi là dù rằng cuộc sống thì khó khăn hơn trước đúng không? Dạ, nhưng mà mình vẫn không để cho vợ thiệt thòi gì. Đúng rồi, thiếu nợ thôi chứ mà anh không thiếu gì hết. Vợ chồng anh được mấy người con rồi? Hai đứa con, anh trai lớn nay 19 tuổi, gái Úc 14 tuổi. Các con của anh có chia sẻ gì về mẹ không? Thì con anh nói giờ ba ráng đi tìm mẹ về đi, con nhớ mẹ quá. Hôm nay đi lên đây mẹ có con cùng con không? Không, vợ con đi học rồi. Anh đi với cháu vợ nó chở. Cháu mình vợ chở đi ha. Mẹ vợ anh đi trong thời gian rất dài, đã tìm vợ ở đâu rồi? Anh cũng có tìm là Đồng Tháp, Tiền Giang, anh đi Long An rồi nhưng mà thấy bị người mênh mông quá, anh tìm không có được. Anh đi ghé nhà trọ, tại vì quá nhiều, anh không kiếm được. Thì gia đình cũng nói thôi, cũng anh lúc trước cũng tính kiếm anh Hải lâu rồi. Nhưng mà gia đình nó thôi đi chỉ để đi kiểu buồn ở nhà, thì đi cho đi quay phả đi, chỉ về chứ gì. Thì lúc trước vợ em cũng có đòi đi làm, cũng đi có đi làm rồi. Nhưng mà tính đi nó em không cho, đi nữa em không có cho. Nên chắc anh nghĩ là vợ em chắc trốn đi làm đâu đó đó. Nhưng mà gần đây nè em có nghe thông tin là vợ em có điện về nhà cho mẹ vợ em á, là nó đi làm một hãng gỗ. Làm hãng gỗ.
trước đây, trước thời điểm mà vợ anh bỏ đi trong thời gian rất dài như thế này, trên dưới nửa năm qua, là vợ anh ở nhà làm công việc gì? Hồi xưa là làm ở nhà là phụ cơm nước cho gia đình thôi, chỉ nấu cơm nước nhà cho anh ăn. Anh cũng nghĩ rằng vợ anh chính vì có thể là muốn đi, đi làm công việc khác để kiếm tiền thứ mình xài. Anh cũng nghĩ vậy đó. Phải không? Kiếm tiền thì phụ anh đó. Nhưng mà bây giờ anh không biết, giờ anh đi về không liên lạc được. Giờ anh muốn là mong là anh Hải giúp cho anh là kiếm được vợ anh, là hai chồng anh nói chuyện rồi kêu vợ anh về, hay là vợ anh có đi có cùng ai không anh không có biết. Anh có nghi ngờ là vợ mình đi ngoại tình không? Đâu, anh không có nghi, tại vì vợ anh là sống đây là 20 năm rồi. Vợ anh có giống như là bệnh gì tâm linh đó. Đàn ông là vợ anh không nhiều khi không ưa. Vợ có thích nhậu nhẹt chơi bời hay là thích Hồi lúc trước thì không có nhậu hết á, mới gần đây là nhậu nhiều. Nhậu dữ không? Nhậu dữ, nhờ đi đâu cũng có anh hết. Anh chở. Nhưng mà chở quá đây bây giờ là đi đâu cũng nhậu chơi xả, gọi là xả láng á. Đúng rồi. Đúng không? Trước đây là không có. Không. Anh có biết là lý do tại sao mà vợ mình tự nhiên đổi ý như vậy? Dạ. Mình có biết là tại sao mà vợ lại đổi ý không? Tự nhiên là cái đó là thay đổi một người hoàn toàn là đột xác. Không biết luôn. Không biết. Không biết luôn, rất khó. Vợ anh trước khi bỏ đi như thế này là có đem theo cái gì đi không? Không có lấy một bộ đồ nào hết. Đi người không? Lúc trước là anh chở mẹ của anh á, ba chồng, vợ anh chở đi ngân hàng. Chở vô ngân hàng, cái bỏ mẹ anh đó xong là vợ bỏ xe đi mất luôn, tới nay luôn. Và chở mẹ đi, bỏ mẹ ngang đường tại ngân hàng. Đúng rồi. Và bỏ cả phương tiện xe luôn. Bỏ luôn, bỏ chìa khóa lại đó là vợ đi. Đi bộ luôn. Đúng rồi. Không biết đi bằng cái gì luôn. Nhưng vợ đi có đem được điện thoại không? Không. Không, điện không có điện thoại, tại vì lúc trước á, vợ chồng nhà phích mít đó, anh giận quá anh đập điện thoại vợ rồi, là vợ không xài điện thoại nữa từ đó tới đây. Không phải là ai đó nhắn tin nhưng mà anh đập đi không hay sao? Thì vợ thì nhậu nên nhậu nhiều khi nhậu tối nhậu đêm rồi đó là quay phát trực tiếp đó. Tại anh cũng thích. Vợ chắc cũng hay thích lên mạng đúng không? Đúng rồi, vợ anh ta thường gọi kêu là idol TikTok luôn. À, vậy đầu tiên không đơn giản đâu đúng không? Thực sự anh em đội hiệp sĩ Hành Dương muốn tìm hiểu, muốn hỏi sâu anh cái câu chuyện để biết rõ anh chia sẻ làm sao để các anh em mới có hướng. Cũng chính vì lý do vậy để các cô chú, các anh chị mới biết hướng, biết cách định hình được vợ anh đang đi đâu. Gần đây anh đúng ra là bên vợ là có vợ anh có điện về nhà cho bên vợ mà giấu anh. Nhưng mà nhiều người anh biết được là vợ anh làm hãng gỗ. Hãng gỗ tự dưng mà đang có nhà có cửa có con mà lại bỏ đi để làm hãng cái gỗ chuyện đó anh không có biết. Thấy cái gì đó đi làm công ty đó đúng không? Dạ, vợ anh nói là đi làm công ty ở đó có một bà chị ở gần phòng đó là cô mang vợ anh á, là giúp đỡ là... nhiều, tại vì vợ anh làm không có tiền, Tết này không có về luôn. Vợ anh nói như vậy đó, Tết này con làm không có tiền nhiều. Từ khi mà vợ anh quyết định bỏ đi mà bỏ mẹ anh ở tại ngân hàng đến giờ phút này là 5 tháng mấy đúng không? Gần 5 tháng đúng không? Trong gần 5 tháng qua thì vợ anh có gọi điện về chưa? Không điện cho anh, không có điện không cho các điện con cho, không điện luôn. Gọi là bạch vô âm tín, mất tín hiệu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà có thể là điện cho người nhà bên vợ là có thể điện có. Cho người già là anh đi theo là anh chỉ nghe thông tin thôi. Mình nghe thôi chứ mình không có biết. Anh không có dám hỏi, tại vì biết vợ có thể bên vợ có thể giấu, anh không dám hỏi. Sao mình cứ hỏi thử xem. Không hỏi nhưng mà anh vẫn biết. Bên gia đình vợ có biết là anh và các con đang mong mỏi đang tìm vợ? Biết luôn, mẹ vợ bây giờ vẫn mong vợ anh về luôn mà vợ anh nói không có về. Vợ anh tâm sự với mẹ vợ là bà chị mới nói lại là vợ anh muốn về, ổng nhớ con dữ lắm rồi mà giờ con làm chưa có tiền nhiều, con làm có tiền nhiều con mới về cho con về thăm con, về thăm chồng, về gia đình đâu cần về thăm con không chứ không có nói về thăm mấy trăm ngàn là về được rồi. Vậy giờ không có đi, không có xe luôn. Xe thì mình nếu như quyết tâm về thì thiếu gì cách đúng không? Không, vì nhiều khi không biết cái vợ chồng anh là với bị cái sao á, vợ không muốn gặp mặt anh. Thì đó từ tự dưng mà có một cái ác cảm gì đó phải không? Đúng rồi, hồi ở chung thì vẫn thấy thương yêu bình thường, nhưng khi đi rồi là không muốn gặp anh vậy đó. Anh đang nghi ngờ điều gì? Anh giờ không nghi gì trơn, anh giờ chắc vợ anh là ở nhà này thì kiểu như tiền bạc không có như hồi trước đó, vợ anh buồn rồi bỏ đi thôi, đi làm. Anh có nghĩ là vợ anh chán anh bỏ đi không? Anh cũng không biết. Để theo một người đàn ông khác không? Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà nghĩ vợ anh chắc không phải vậy đâu. Mới đây có một anh ở quê ở mãi Đắk Nông, Đắk Lắk rất xa. Nhưng về đây báo tin cho đội hiệp sĩ Hành Dương ở đây. Các anh em đây không có đổ mà không có phải bắt lỗi hay là không có phải là muốn một cái câu chuyện nó đi quá xa. Nhưng đã định hình mà anh có tin tưởng vợ anh không? Bởi vì các anh em đây nghe cái chiều hướng đó
là vợ anh có thể là đi theo người đàn ông khác. Đúng rồi, anh cũng nghĩ tới, nhưng mà mà đặc biệt là cái anh trai đó phủ nhận toàn bộ, và anh trai đó là khẳng định là vợ thương yêu hết mực, không bao giờ vợ quen người đàn ông khác. Đâu có, nhưng mình vậy nhưng mình không biết được, vợ đi mình không biết, mình đâu có nghĩ được là vợ đi với ai. Cũng có nghĩ tới, anh cũng nghĩ tới. Vì anh đó đem trước khi vợ đi ấy, là ôm theo rất nhiều tiền của tài sản đi. Kể cả xe, SH, đem theo nhiều trăm vợ triệu đi. Vợ đi là không đem gì hết á. Đó. Vợ anh là cái ngày trước đi mấy bữa anh không để ý mà. Anh đưa cho vợ anh là 120 triệu. Vợ anh đi đóng hội giùm anh. Rồi xong là vợ anh đi không có đem tiền gì, trong túi chỉ có 5 triệu thôi, với mấy cái dây chuyền với nhẫn thôi. Cỡ 20 gì đó hả? Trở lại. Vợ anh nhìn bên ngoài đời có giống cái tấm hình này không? Y chang luôn. Y chang luôn. Mà lúc này có thể ốm hơn một chút xíu á. Nói chung là khuôn mặt này thì cũng rất ưa nhìn. Nếu như không có, nếu như thực sự các anh em này chưa dám chắc, đúng không ạ? Không ai muốn cái câu chuyện mà vợ bỏ chồng bỏ con để theo người đàn ông khác. Nhưng đây có thể là nhiều phần trăm vợ anh sẽ đi theo một người đàn ông khác. Bây giờ không có lý do nào đó mà vợ anh đi làm 4-5 tháng qua Tết mà lẽ là không được 1.000 đồng nào, không được 100 nào, mà vì lý do mà không có tiền để về thăm gia đình, đúng không ạ? Đó là điều vô lý. Nếu thực sự anh vợ anh bị lừa hoặc vợ anh bị dẫn dắt đến giờ phút này vợ anh tỉnh ngộ thì vợ anh không về được cũng phải liên hệ cho gia đình. Nếu biết đường liên hệ, ít nhất là phải nhớ trong gia đình phải nhớ được một số điện thoại, nói người nhà gửi tiền hoặc người nhà đi trước, đúng không ạ? Nhưng đây là người nhà, đây là vợ anh hoàn toàn không hợp tác. Chính vì lý do như vậy nên em đã nghi ngờ là vợ của anh có thể đi theo người đàn ông khác là nhiều phần trăm. Bởi hiện nay ấy, rất nhiều người đàn ông bên ngoài đời người ta dụ dỗ những người phụ nữ phải là rất khéo, rất ngon ngọt. Chưa phải là anh đã có tài, người chồng có tài mà vợ không bỏ đi. Rất nhiều người chồng rất phong độ đẹp trai, có mà hiền lành tử tế, công việc ổn định, nhưng mà vợ vẫn đi ngoại tình, mà thậm chí bỏ chồng bỏ con bơ vơ như vậy để đi sống trong căn phòng trọ ở mấy những thanh niên, những chàng trai trông như ngõ ổ đó. Mình phải hình dung, mình phải miêu tả như vậy. Anh trong một cái căn phòng trọ, các anh em đã tìm hiểu ra rất nhiều thông tin, là các chị gái đã tìm hiểu rồi rất nhiều rồi, dù trong cái căn phòng trọ không có gì ăn sống người nhưng tại sao vẫn một mực là yêu thương đó. Còn đến giờ phút này còn nhiều cái cặp đôi khác là bị cộng đồng mạng chỉ trích rất nhiều, nhưng mà lý do tại sao mà vẫn bỏ chồng, quyết định bỏ con bỏ gia đình đó, mà thậm chí chửi cả cha mẹ mình để đi theo một người đàn ông khác, hoặc người phụ nữ đó, người đàn ông đó bỏ vợ đi theo người vợ gọi là người đàn bà khác. Đó, câu chuyện đó là có thật. Chính vì lý do như vậy nên anh phải nghiêm, hoặc phải có một định hình, một cái hướng để tìm vợ mình, chứ đừng nghĩ là vợ thương yêu. Không, anh cũng nghĩ, nhưng mà thật ra đúng ra cũng có nghĩ tới chứ phải không. Nhưng mà nếu như em nói như vậy á, thì vợ anh nếu mà có say nắng một ai đó thì anh mong hiệp sĩ đi kiếm giùm anh, đi nói cho vợ anh là vợ về nuôi con của anh. Với nợ anh là nhiều lắm, anh nợ anh là bạc tỷ chứ không phải là 1-2 triệu. Nói chung là nếu như vợ chồng đồng lòng thì một vài tỷ nó cũng là bình thường đó. Nếu làm ăn gặp thì cũng không có mấy bây hồi. Bây giờ nhà anh không có vợ, anh khổ lắm, cơm nước không ai nấu luôn, anh làm máy cày làm ruộng. Đúng. Anh đi anh về tối không là anh nhịn đói không. Nói chung là một người đàn ông mà khi không có vợ sống bên, dù rằng người vợ mình nó không phải là gánh vác giống như mình, nhưng đó là một cái tinh thần. Và chính vì lý do như vậy vợ anh đi là anh đã suy sụp. Không làm ăn gì nổi luôn. Đúng không ạ? Có thể công việc nó không có được như trước nữa, không được tương trẻ mấy luôn. Ở tiền anh mà đi thầy đi bà đi kiếm vợ anh là không biết là bao nhiêu. Bây giờ là mình không cần đi thầy bà gì hết ạ. Đây không, là vợ anh đi. Nói anh thật là vợ anh đến 90% là vợ anh đi theo người đàn ông khác. Dạ. Nên vì vậy không có thầy nào mà giúp anh mà vợ đi theo người đàn ông khác mà tìm. Chỉ có anh em hiệp sĩ mà, tất cả tỉnh, nhất là đội hiệp sĩ của thành phố Bình Dương là chuyên gia tìm những cái phi vụ như thế này. Chính vì lý do như vậy này là hy vọng là cái video đội hiệp sĩ của thành phố Bình Dương đăng tải này thì nhờ các cô chú các anh chị ở tất cả các tỉnh thành giúp anh trai này biết được thông tin người vợ ở đâu thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ của thành phố Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em này tìm cách để khuyên nhân vợ anh quay trở về phụ giúp anh. Bởi vì hiện nay là công việc của anh phần năng chất cũng rất tốt, đúng không? Tốt nhưng mà anh làm không có nổi. Vì tinh thần của mình nó không ổn định. Người ta thường có câu là tinh thần và tư tưởng không thông ấy, thì vác bình tông thì không được. Chính vì lý do vậy là anh ngồi trên máy cày anh chạy là không chạy được đâu, đúng không? Người ta chỉ một đường là anh chạy một đường đó.
Hy vọng là chị gái biết được, xem là cái video của đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, hãy tìm cách liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để các anh em này có hướng tìm cách để giúp chị quay trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bởi vì tuổi này thì cũng không phải là nhỏ nhưng cũng không phải là lớn, nhưng mà quen cặp kè với một số người đàn ông khác thì không ai có thể là tốt hơn chồng mình được. Bởi vì hiện nay thì rất nhiều người không nhà không cửa, đúng không ạ, sống trong những căn phòng trọ, thậm chí đi làm còn cực khổ luôn, nhưng mà bị say nắng say mưa, mù quáng, chấp nhận bỏ chồng bỏ con để đi theo như vậy là thực sự là không đáng. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ của Thành Bình Dương, anh nói thẳng thắn lên để cho vợ anh hiểu được, vợ anh thông cảm, mà vợ anh xem được, vợ anh quay trở về. Thì anh cũng chia sẻ với vợ là em về nuôi con phụ anh, nếu mà em có say nắng mà quay đó anh cũng sẵn sàng tha thứ hết, thì vợ chồng về làm lại từ đầu, mình sống trả nợ về nuôi con thôi. Chứ anh không có gì, lúc trước thì anh có anh giận là nói vợ đi đó, mà anh kiếm được em về anh giết em chết, em có nói vậy, em có nói vậy đó. Mình tức thì mình lúc là tức giận thôi, chứ thật ra em không phải là như vậy, rất là hiền. Thực sự là mình không thể làm được. Anh sợ em là sợ như vậy là em không dám về thôi. Thì giờ anh lên đây nhờ anh Hải là nếu mà tìm gặp em đó thì em về đi, có gì anh Hải nói chuyện với mình, vợ chồng mình về. Nếu vợ anh xem được video này hãy cố gắng thông cảm. Cái thứ nhất là thương các con và thương chồng mình quay trở về. Nếu chưa dám đối diện thực tế thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để các anh em tìm cách để tư vấn cho chị, để chị quay trở về để phụ giúp nuôi chồng nuôi con. Mọi nhà đi hiện nay cũng 5 tháng qua rồi. Hiện nay chồng và con cũng rất mong những thông tin vợ hiện nay sức khỏe làm sao, đang sống ở đâu và công việc đang làm gì. Anh còn điều nào anh muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương không? Thì anh thấy anh Hải tìm giúp nhiều người đó, anh thấy anh Hải hay quá thì anh lên đây nhờ anh Hải giúp, ráng cố gắng giúp tìm vợ được anh về chứ giùm anh. Và là anh đến giờ phút này thì anh biết được cái thông tin là vợ anh đang làm một công ty, một xí nghiệp gỗ nào đó đúng không? Anh không có chắc, tại vì anh nghe thì anh nghi ngờ như vậy. Hãng gỗ anh không biết Long An hay là Bình Dương, anh cũng không biết, anh chắc độ Long An trở lại. Đa số những người phụ nữ tầm tuổi này chạc ba mấy 40 là rất nhiều người bỏ chồng bỏ con. Theo các anh em đây đánh giá thì nhìn nhận và xem lại tất cả các hồ sơ thì 100 trường hợp thì đến phải đến 90 trường hợp là các chị em phụ nữ là tuổi đời trên dưới 40, một ít phần trăm là tuổi đời hơn 20 thôi, còn đa phần là ba mấy 40 hết, trên dưới 40, trên hoặc có thể dưới đó. Thế nên là vợ anh có thể đi theo người đàn ông khác là nhiều phần trăm rồi. Giờ không biết, giờ anh Hải vậy tìm được là mới biết thôi, giờ không dám chắc. Thì em qua thay mặt đội hiệp sĩ Thành Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Chúc anh luôn thành công cuộc sống, hy vọng là một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Thành Bình Dương sẽ tìm được thông tin manh mối của vợ của anh ở đâu, có hướng giúp anh để hai vợ chồng đoàn tụ cùng nhau anh nhé. Rồi, xin chào anh.